Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 3, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Tại hội nghị, 10 cơ quan đơn vị trong khối đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với chủ đề thi đua là đoàn kết kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả và thích ứng an toàn. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17, Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Thi đua thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thực hiện phong trào thi đua, cán bộ công chức viên chức, thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Các cơ quan đơn vị trong khối thi đua xác định nội dung thi đua phù hợp thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Đến hết quý 1 năm 2022, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là 760.000 người, đạt trên 87% dân số toàn tỉnh. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện cấp trên 312.000 thẻ bảo hiểm y tế, gồm cấp mới trên 273.000 thẻ, cấp lại trên 38.700 thẻ. Bên cạnh đó, thực hiện giải quyết các chế độ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 207.000 lượt người kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác thu, giảm nợ bảo hiểm y tế, tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là đối tượng hộ gia đình và bảo hiểm y tế hộ nghèo. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền về bảo hiểm y tế, thiết thực và hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Phấn đấu năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Đến ngày 28 tháng 3, huyện Tân Lạc đã có 99,37% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Có 92,35% người được tiêm đủ 2 mũi và có 54,4% người được tiêm mũi thứ 3. Đây là địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 thấp trong tỉnh. Nguyên nhân là do trên địa bàn huyện có nhiều người đi làm ăn xa, không về tiêm vaccine tại địa phương. Ngoài ra, nhiều khu vực vùng sâu vùng xa, người dân chưa tích cực tiêm vaccine phòng COVID-19, dẫn đến tỷ lệ tiêm vaccine của huyện Tân Lạc đứng thứ 9 trên 10 huyện thành phố. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, huyện Tân Lạc đang tổ chức các đội y tế lưu động đến tận nhà để tiêm vét cho các đối tượng không thể đến trạm y tế tiêm vaccine, rà soát các trường hợp đi làm ăn xa để có kế hoạch tiêm phù hợp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng thiết chế nhà hát tỉnh Hòa Bình, hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị đạt chuẩn theo quy định cho 100% loại hình thiết chế văn hóa cấp tỉnh, phấn đấu huy động các nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo 5 di tích xếp hạng quốc gia tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Có ít nhất 60% di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo và phát huy hiệu quả, xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị 10 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Mò Mường, bảo đảm 75% trở lên người dân ở vùng sâu vùng xa, 80% trở lên các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương. Phấn đấu có 85% cơ quan, đơn vị xã phường thị trấn đạt các danh hiệu văn hóa trong phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua, tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách của tỉnh hàng năm. Phấn đấu gia tăng giá trị của các ngành công nghiệp, văn hóa. Từ ngày 19 tháng 5 năm 2022, mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên sẽ tăng lên 4 triệu đồng một tháng. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên sẽ tăng thêm 1,5 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên. Đối tượng được vay vốn, học sinh sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tại thời điểm năm 2019, mức cho vay 2,5 triệu đồng một học sinh sinh viên một tháng đáp ứng khoảng 60% chi phí học tập. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, mức cho vay hiện hành chỉ đáp ứng được 37% tổng chi phí học tập của học sinh sinh viên. Cộng với chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng thì mức cho vay hiện hành khó đảm bảo cho học sinh sinh viên theo học. Vì vậy, việc điều chỉnh tăng mức vay đối với học sinh sinh viên thời điểm này là cần thiết nhằm phù hợp với lộ trình tăng học phí, hỗ trợ cho học sinh sinh viên trang trải chi phí học tập, qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và học sinh sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động khoa học công nghệ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Triển khai mạnh mẽ cơ chế đặt hàng gắn với nhu cầu cấp thiết và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Với định hướng gắn nghiên cứu với thực tiễn, 5 năm qua trên địa bàn tỉnh đã có 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, 98 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh được triển khai. Các đề tài nghiên cứu đã bám sát các vấn đề cấp thiết, tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực phù hợp với đặc thù, thế mạnh của tỉnh. Một số đề tài có hàm lượng khoa học cao, điển hình như đề tài xây dựng bộ chữ dân tộc Mường phục vụ cho việc bảo tồn phát huy văn hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình. Đề tài nghiên cứu về cây xạ đen tại tỉnh Hòa Bình. Các kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề ra chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 100% kết quả nghiên cứu được bàn giao và ứng dụng có hiệu quả. Đối với ứng dụng khoa học công nghệ thông tin ấy, và trong cái thực hiện nhiệm vụ thì đối với thị trấn cũng như các xã trong huyện Yên Thủy là trong thời gian qua cũng đã được đẩy mạnh. Về cơ bản ấy, đối với thị trấn thì chúng tôi cũng trên tất cả các lĩnh vực thì đều ứng dụng khoa học công nghệ thông tin. Công tác quản lý công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được quan tâm. Tỉnh Hòa Bình đã cấp giấy chứng nhận cho 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cấp giấy chứng nhận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ cho 21 tổ chức. Các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến đạt nhiều kết quả. Trong 5 năm qua, tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ các chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 24 sản phẩm đặc sản của địa phương. Đánh giá công nhận được 209 sáng kiến đạt tiêu chí công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong tỉnh. Nhiều công nghệ thiết bị hiện đại được đầu tư và làm chủ như hệ thống nhà lưới điều khiển tự động, nhà nuôi cấy mô đã góp phần chuyển giao công nghệ hiện đại vào sản xuất đời sống. Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình tăng cường các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với thành phố Jimje và quận Unchu của Hàn Quốc, hợp tác với Đại học Lâm nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh Hòa Bình chưa tận dụng được những lợi thế sẵn có về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên để phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng chưa mạnh mẽ. Để tạo bước đột phá trong lĩnh vực này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành đề án số 04 về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025. Nhằm cụ thể hóa chủ trương của tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế, cũng như đưa khoa học công nghệ đóng góp vào việc thực hiện thành công quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 và nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 17 theo từng ngành lĩnh vực cụ thể. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng năng suất các nhân tố tổng hợp TFP đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh là 40%, mức đầu tư từ ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội cho khoa học và công nghệ tăng dần qua các năm và đạt 1% tổng chi ngân sách địa phương vào năm 2025. Trên cơ sở kế hoạch này, Sở Khoa học Công nghệ đã xây dựng kế hoạch chi tiết của ngành để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được phân công. Chủ trì phối hợp triển khai các chương trình đổi mới nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chương trình phát triển tài sản trí tuệ, chương trình đổi mới công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và các nội dung khác theo các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai thực hiện đề án 04. Tỉnh Hòa Bình sẽ đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động nghiên cứu quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tính tự chủ của các đơn vị nghiên cứu,
tập trung phát triển khoa học công nghệ dựa trên nền tảng sẵn có, kết hợp với nền tảng khoa học công nghệ quốc gia, từ đó giảm thiểu chi phí, tiết kiệm nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ của tỉnh, tạo điều kiện để các sản phẩm khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19, triển khai tốt các chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, có giải pháp kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp và tổ chức chỉ đạo điều hành đồng bộ quyết liệt, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, qua đó đã giành được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền huyện Yên Thủy đã tập trung chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, trên cơ sở phát huy những lợi thế của từng địa phương. Quý 1 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Thủy đạt trên 28 tỷ 670 triệu đồng, đạt trên 23% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 353 tỷ đồng, đạt trên 26% so với kế hoạch năm 2022, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2021. Đời sống của nhân dân được ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đối với xã Phú Lai thì là nông nghiệp vẫn là chiếm tỷ lệ cao. Nhưng mà cũng là bà con nhân dân là cũng tranh thủ cái thời vụ. Sau nông nghiệp thì cũng là lứa tuổi thanh thiếu niên cũng là còn sức lao động thì người ta là đi công ty và làm xây dựng. Thì cái qua đó cái thu nhập của đi làm thuê và xây dựng nó rất cao. Đấy, nó là nâng cao cái thu nhập đời sống cho bà con nhân dân. Xác định năm 2022 là năm tiếp tục gặp khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác phòng chống dịch, đặc biệt tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương tích cực chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăm sóc cây trồng vật nuôi, qua đó đã giành nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Quý 1 năm 2022, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng ước đạt 3,04%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 1.593 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Hiện nay, các địa phương đang tích cực triển khai nghị quyết số 38 của Chính phủ về chương trình phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng tử vong do dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Đối với xã thì trước đây cái điều kiện kinh tế lòng hồ là cái đường xá đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì đã nâng cấp mọi cái tuyến đường giao thông từ cái tuyến trục chính từ trung tâm huyện đi Sông Ké dài 7 km thì đã được trải thảm bê tông và đẹp. Đây là cái điều kiện thuận lợi để mà xã phát định hướng phát triển cái du lịch cũng như là mà phát triển cái kinh tế lòng hồ để tạo điều kiện cho bà con ở các xã, các xóm vùng xa vùng sâu để phát triển hơn nữa trong cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 9 tháng còn lại của năm 2022, xác định dịch COVID-19 có thể sẽ bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Cùng với đó, tập trung tận dụng tối đa cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội với sự nỗ lực cao nhất của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Hòa Bình. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.